Alo, vâng, chúng ta cũng đến với trận thi đấu thứ ba ở trong xe đấu đầu tiên. Màn hình máy của cái thủ Black cầm Seng đây rồi. Còn kia là Roman, quá tuyển trong một trận thi đấu. Seng và Roman thi đấu bên kia là cái gì? Bên kia là hai Seng nó đi thì buồn cười. Chúng ta hãy cùng chờ đợi để xem quân của Hoàng Văn Nhi cũng như chuồn chuồn trong trận thi đấu này. Đây một bãi hiêu 1, 3, 4, 5, 6 con. Và như vậy thì Black anh sẽ chuẩn bị để lùa nó về với nhà chính nhà của mình. Đối với Seng thì việc ghép đời đơn giản và dễ dàng, nhưng hầu như tôi thấy trong cái map 22 này thì đánh Seng hầu như rất nhiều đồ ăn, thế mới đều. Loại quân ghép đời dễ thì lại rất nhiều đồ ăn, và đây là một bài mà Seng của cái thủ Black lại có khung, rất nhiều khung. Thích đánh khung như nào cũng được. Đây là một dãy hàng BE và cái mặt sát mép bản đồ kia sẽ là BG và một chiếc BB ngay cạnh đấy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Quá phũ phàng cho game thủ Black rồi. Đây là những con hiêu trong bầy hiêu đầu, hai con nằm xuống, một bãi quả phụ nữa. Đồ như vậy thì cũng đã đủ cho 23 dân. Đánh Seng thì không cần quá nhiều, chính vì thế mà Black cứ thoải mái mà đánh thôi. No 1 là người cầm Roman. Đây là một trận khá phũ vàng đến từ Black cũng như game thủ No 1. Black dường như anh đang muốn cơ cấu để có thể đánh cung rồi thì phải. Bò nhà rất rộng, đóng những chiếc bè đầu tiên, đặt móng. Vâng, đặt móng cho một cái công trình cực kỳ vĩ đại của Seng. No 1 chậm dần, oh no. Người 14 dân hết rồi mà No 1 lại chậm dần, thế mới đều. No 1 đây. No 1 bãi quả đầu hơi xấu, xấu quá. Một bãi quả này nhìn thế này thôi nhưng nó cực kỳ xấu. Nó phải ngang với một bãi quả với 4 tầng dốc. Ngang một bãi quả 4-5 tầng dốc, đảm bảo như vậy. Và đây là màn hình máy của Seng thôi. Đến máy của Seng xem cho nó sướng. Con xe giò, cần bị giò kỹ hơn. Một con nông dân vẫn đang khuấy đảo xung quanh nhà của Seng để xem có đồ gì ăn không, một chiếc BS đặt ở đâu. Chỗ nào cũng xấu, thề luôn. Đấy vẫn là một chiếc BS xấu chứ không phải một chiếc BS đẹp. Ăn hết một lớp gỗ đầu tiên thôi. Thì đây là một chiếc BS mà cực kỳ dốc rách. Tôi biết, quá dốc luôn. Rất khó chịu cho game thủ Black trong trận thi đấu này. Anh sẽ làm gì để có một bài Seng đánh cung R đây? Những chiếc S đẹp là không bao giờ có ở trong một cái bài Seng như thế này. Game thủ No 1 anh là người chậm 2 dân, hơi đen. Bãi quả đầu hơi xấu. Đây là cạnh chiếc BE này sẽ là BB BM, còn mặt sát mép bản đồ sẽ là BA. Tôi nghĩ vậy sẽ đẹp hơn. Nhét dân vào đây để thiết kế một chiếc BG. Và chúng ta cùng chờ đợi đến game thủ Black xem anh có thêm được đồ gì ăn nữa không. Còn đồ gì ăn nữa thì tươi không thì cũng hơi mệt. Rất nhọc. À cái rồi, có bầy hiêu cái rồi. Thôi, đống nông dân ăn quả này thì tí nữa sẽ được cắt hai thằng dân ra để có thể đóng một chiếc BB BM ngay sát mép bản đồ thôi. Đây là một bãi quả nữa và Black anh quyết định ăn bãi quả này chứ không ăn bãi hiêu. Tôi nghĩ ăn bãi hiêu hay hơn. Ăn bãi hiêu thì game thủ Black anh có thể có một cái bài với khá nhiều S. Đây sẽ là một turn mà game thủ Black anh sẽ cần sóc cung R, sóc turn cung R đầu và sau đấy là sẽ chuyển cung A với một chiếc BS mà anh đã đóng với chủ định như thế này. Đây sẽ là dường như một bài chuyển cung A khá sớm của game thủ Black. No 1 anh có thể chém gì nhiều không khi một bài chậm 2 dân. Không thể phụ thuộc quá nhiều vào sự phũ phàng đến từ No 1 trong trận thi đấu ấy được. Chính vì thế mà game thủ Black anh đã phải đóng một chiếc BS để có thể chủ động ăn vàng sớm. Đây một chiếc BB ở đây. Bò bế này là quá hợp lý rồi. Đóng BB giữa hai khe rừng ở mặt kia thì hơi tù. Đóng ở đây thì chết. Chết chặt luôn. Nhà của Seng bên kia cũng có một Seng của cái thủ Triệu Tử Long. Thế làm thế nào? Vâng, thế này là thế nào? Rất khó chịu luôn. Đây là một chiếc BM, cạnh đây là hơi thiếu gỗ đóng BA. Một chiếc BS xấu, gỗ đầu quá xấu dành cho game thủ Black. Và chúng ta cùng chờ đợi. Con ngựa giò tầm phút tầm 10 phút 30 nó sẽ đến. Nếu mà game thủ Triệu Tử Long anh kích đời sớm ở tầm 9:45 thì 10:30 con ngựa giò sẽ đến nhà của game thủ Black. Và chúng ta cùng chờ đợi xem thế nào. Nâng cấp chặt gỗ, chặt gỗ chặt kiếc đủ các kiểu.
Roman vẫn đang có một bài hơi yếu. No1 điểm số bây giờ thấp nhất bản đồ màn hình máy cái thủ No1 23 dần. Chậm dần 2 dần mà anh vẫn đánh cái bài 23 dần chứ không phải là quá trâu dần. Bởi vì đánh để còn chém cho game thủ Black để cho Black có thể khỏe. Nhận 100 thực từ Black như vậy Black lại phải lui rồi. Black anh lại nuôi cả game thủ No1 nữa. Cái này cũng hơi mệt. Làm sao phải có nhiều gỗ cơ. Đây chiếc BA tiếp theo. Bài quả này mà bị động vào bây giờ thì cũng hơi mệt dành cho game thủ Black. Giật hết về, quá lo sợ. Mới một bài chuồn chuồn lên đời sớm. Không biết là Hoàng Văn Nhi cầm quân gì thôi. Đã gần lên đời xong rồi. Vâng, thông tin từ khán giả ngồi ngoài báo về. Đấy là Hoàng Văn Nhi cầm Hitty. Vâng, Hoàng Văn Nhi cầm Hitty. Như vậy cũng khá căng. Nếu mà một bài Roman chết yểu thì Hitty thừa sức có thể cân được sen. Roman chỉ cần tham 10 thôi. Hitty cân sen bài này quá đơn giản. Bởi vì đây là một bài sen không phải khỏe của cái thủ lách. Chúng ta có thể thấy những chiếc S quá xấu. Hitty 31 dân rồi. Như vậy Hoàng Mai Ti, Hoàng Mai Nhi cực kỳ khỏe. Chưa lên đời nhưng nhìn những ảnh đã 31 dân thì tôi cũng không thể hiểu nhìn những ảnh anh đang làm cái gì. Vâng, anh đánh như kiểu đánh với top 3, top 4 vậy. Vừa rồi thì cũng có một trận mà tôi lên tôi xem Hoàng Mai Nhi. Và Hoàng Mai Nhi đánh cái kèo Baby AC mà số lượng nông dân của game thủ Hoàng Mai Nhi nó bằng số lượng quân của game thủ AC. Thế mới kinh khủng khiếp. Đây là Roman. Đã chết. Vâng, chắc chắn chết. Vâng, sen của game thủ Triệu Tử Long anh là người chém để cho game thủ No 1 khỏe. À nhầm, chém để cho chuồn chuồn chém để cho game thủ Hoàng Văn Nhi khỏe. Nhưng chúng ta có thể thấy phong cách bò bế nhà cửa và cơ cấu nhà cửa game thủ Hoàng Văn Nhi là cực kỳ hay. Hôm nay thì còn 17/36. Sẽ có những con cung rở tạt vào đây. Đây là một khoanh ruộng bãi quả An Hoàng. Và chuồn chuồn biết không? Không biết, đây là có hàng nông dân thôi. Chuồn chuồn nó không để ý. Chuồn chuồn thì thực sự là tôi cũng không để yên tâm lắm mà những cái bài mà chuồn chuồn giữ dân. Những bài cần giữ dân chuồn chuồn thực sự là anh làm không được tốt. Có những đợt mà cái đủ chuồn chuồn anh đã chết tầm 6-7 dân hoặc là 8-10 dân. Cùng chỉ với tầm 3 chém thôi là một điều mà tôi cũng khá hay gặp. Nhưng bây giờ thì ngựa chém một chuồn chuồn nên để nhà thủ là khá trâu. Chỉ cần đợi Hoàng Văn Nhi khỏe là thôi, mọi thứ sẽ được định đoạt. 41/52. Và đây là một tơn mà cái đủ Black anh đã bị chuồn chuồn đi vào. Quá phũ phàng. Chỉ với ba lạc đà một ngựa giò, chỗ này vẫn lỗ này vẫn có thể đi. Oh no. Lỗ này vẫn có thể đi. Đóng một chiếc bé ở đấy. Sẵn mép bản đồ luôn. Đóng không? Bài này thì hơi khó để đóng. Bởi vì là gỗ không cũng có. Thì chính vì thế mà cái việc đóng BS với X để có thể vừa ăn gỗ và vừa bo bế mặt này vào thì cũng hơi mệt. Bây giờ thì những con lạc đà sẽ lại tạt trong nhà cái thủ No 1. Màn hình máy của cái thủ No 1 17/28. Bắt đầu chuyển sang chế độ điên hoàng. Điên hoàng chế độ này thì cũng hơi mệt. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem thế nào. Đây rồi, những con cung R của cái thủ Hoàng Văn Nhi đã đẩy ra. Và nhà của No 1 sẽ là người chết đầu tiên. Không nói nhiều. No 1 sẽ là người vâng ra đi đầu tiên. Xin vĩnh biệt anh. Hai con phù thủy bây giờ không tác dụng rồi. Hai con nông dân này thì thôi thì cũng đứng để mà làm ăn thôi. Cố mà bú lên một cái gì đấy để bơm đồ cho sen khỏe. Rồi thì sen không bao giờ khỏe mà Hitty mới một cái bài mà Hitty đánh với 31 dân. Khi mà chưa lên đời thì chúng ta có thể thấy được cái độ phũ phàng. Tôi nghĩ là Hoàng Văn Nhi anh đánh cái bài hai Hitty 28 dân. Và sau đấy là trong cái đợi trong cái lúc thời gian đóng BA và BBBM thì anh đóng. Anh xin thêm 3 thằng dân nữa. Lỗ này không vào, nhìn những ảnh bò nhà chắc lắm. Hoàng Mai Nhi đã cầm chủ lực. Bất cứ ai cũng đều phải sợ thôi. Giờ đây là cung rờ Hitty. Thì đối với cung rờ sen tôi bảo rồi, Hitty cân thừa sen, không cần phải đến chuồn chuồn trong tơn này. Hitty của nhìn những ảnh cũng chơi chết nên chuồn chuồn đã chơi vào cái dãy hàng E mặt BBBM. Còn cái mặt BA này thì để cho nhìn những ảnh. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với dãy hàng E nhấp nháy ở xem bản đồ này. Đúng rồi, chuồn chuồn sẽ công vào mặt đấy. Như vậy là cái thủ Black không, chuồn chuồn không công vào mặt đấy. Nhưng mà chuồn chuồn anh quyết định đi cùng với Hoàng Mai Nhi. Tên này để có thể ốp thẳng vào nhà của Seng luôn. Không nói nhiều, Hoàng Mai Nhi anh vẫn đang có một bài cầm Hitty rất khỏe. Seng của cái thủ chuồn chuồn thì dường như chỉ chết tầm 3-4 dân. Không chết nhiều gì cả. Và đây là đống nông dân ăn hoang của cái thủ No 1. No 1 cần chạy ngay nếu không muốn chết. 56/64. Và bây giờ thì những con lạc đà là cực đông đang đứng ốp A nhà cái thủ Black. Black sẽ làm gì lại với một cái bài cầm xe như thế này.
bên lớp cũng đang ngồi sau chuồn chuồn cũng như là game thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Chính vì thế mà cái việc công nhà công nghiệp phối hợp với nhau như thế nào các anh đều nắm bắt cực rõ. Hoàng Mai Nhi đã là người phải e quá hay, chúng ta có thể thấy những pha phải e quá kinh khủng của game thủ Hoàng Mai Nhi. Bây giờ thì Black anh có thể làm gì, có thể chống lại một Hitty cũng như một Seng quá phũ phàng. Mà định máy của Roman 19-28 không nói nhiều, chỉ có 19-28 thế thôi. Vẫn vừa sóc chém vừa sóc cả sóc đơn. Những con cung của cái thủ Black vẫn đang phải thủ nhà một cách cực kỳ mệt mỏi. Một cách một trong những tên thủ nhà nói chung là lỗ lực nhất mà tôi đã từng thấy. Khi mà số lượng lạc đà bây giờ nó còn đông hơn số lượng cung là cái điều dễ hiểu. Khi mà lạc đà của Seng đầu đến giờ có chết cái gì đâu. Thôi xong, dấu chấm hết cho một cuộc tình. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến với trận thi đấu đầu tiên ở trong xe đấu thứ hai. Tỷ số đang là 3-0 ở trong xe đấu đầu tiên. Quá hay cho game thủ Hoàng Văn Nhi cũng như là game thủ chuồn chuồn. Tuyệt vời quá. Cầm Seng đánh thế này không thể đỡ nổi. Tôi đã tưởng Black là người cầm Seng đã tươi rồi. No 1 cầm Roman cũng đã quá tuyệt vời. Nhưng anh ơi, No 1 là người chậm dần. Và đây là một trận thi đấu mà nhà của game thủ Triệu Tử Long cũng như là game thủ Hoàng Văn Nhi, các anh thi đấu cực hay. Hoàng Văn Nhi thì thật sự anh vẫn là một người mà tâm lý cực tốt ở trong cái làng đế chế Việt Nam. Đánh với cái bài 31 dân khi chưa lên đời. Cái bài tôi đoán là 28+3. Và sau đấy là 31 dân anh mới kích đời 31 dân anh mới kích từ đời 2 đến đời 3 thì thực sự là quá phũ phàng. Nếu một cái bài cầm Hitty 31 dân thì lực nó là cực kỳ trâu và là cực kỳ khỏe luôn. Không thể tin nổi các bạn Nguyễn Nhi. Sức mạnh đến từ một người cầm chủ lực Hà Nội. Chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến với trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu đầu tiên ở trong xe đấu thứ hai. Tỷ số về C bây giờ là 1-0 cho các cái thủ phía team Hà Nội.